Việc cưới nhau đó đâu phải là một việc mua bán, mà là một sự hòa hợp giữa hai cuộc đời của hai kẻ yêu nhau. Không rào trước đón hay sau, không cần hay phân đo lường, không biết chi điều hơn lẽ thiệt, mà chỉ có tấm lòng trọn vẹn. Em ơi dẫu sau này sự sống ra sao, cũng quyết không thay lòng. Nếu anh đã gì sự say mê đắm đuối, thì chắc hẳn sau này có ngày anh sẽ hối. Rồi cảm thấy hôn nhân là một điều tội lỗi, làm quen ô một cái đời cay cùng trong sạch như ai. Vì một bên là cô gái phong sương, còn một bên là thanh niên trong lành. Ắt hẳn ngày xung mi hợp sẽ lắm lời dị nghị. Anh à, anh cũng thừa hiểu hôn nhân không giống như ái tình. Nước ở trong mình khi mới nhìn thì trong suốt, ai lại chẳng hiểu rằng có một thời gian trước cặn câu nổi lên rồi nay nằm im chi đây nữa, thì cuộc đời của em đây chỉ như nước ấy mà thôi.